Các loại phụ cấp hiện nay của quân nhân chuyên nghiệp, Điều 36 Luật Quân nhân chuyên nghiệp, Công nhân và Viên chức Quốc phòng 2015 quy định tiền lương phụ cấp nhà ở, điều kiện thực hiện nhiệm vụ đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng. 1. Tiền lương của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng được xác định theo trình độ đào tạo, chức danh, vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp phù hợp với tính chất nhiệm vụ của quân đội là ngành lao động đặc biệt. 2. Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng được hưởng phụ cấp như sau. A. Phụ cấp thâm niên được tính theo mức lương hiện hưởng và thời gian phục vụ trong lực lượng thường trực của quân đội theo quy định pháp luật. B. Phụ cấp trợ cấp như đối với cán bộ, công chức, viên chức có cùng điều kiện làm việc. C. Phụ cấp trợ cấp phù hợp với tính chất hoạt động đặc thù quân sự. 3. Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng được hưởng chính sách ưu tiên hỗ trợ về nhà ở xã hội, thuê nhà ở công vụ theo quy định pháp luật. 4. Quân nhân chuyên nghiệp được hưởng phụ cấp về nhà ở. 5. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Như vậy, ngoài tiền lương, quân nhân chuyên nghiệp được hưởng phụ cấp sau: phụ cấp thâm niên, phụ cấp như đối với cán bộ, công chức, viên chức có cùng điều kiện làm việc, phụ cấp phù hợp với tính chất hoạt động đặc thù quân sự.